Con chào cô nha. Ngày hôm nay ở đây, ngày mai ở nơi khác, chị đến không có cố in định một chỗ. Rồi sinh hoạt ở trên ghe nó cũng không có như ở trên đất liền của mình. Em là người miền Tây vậy thì em có đi chợ nổi Cái Răng chưa? Dạ rồi. Nét điểm khác nhau giữa chợ nổi Cái Răng và chợ nổi Long Xuyên là điều gì hay Lan hơn? Em cảm giác chợ nổi Long Xuyên của mình đó anh, thì nó cảm giác nó bình dị, nó gần gũi, nó đơn giản hơn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên và đây là bến đò Ô Môi. Vào lúc 5 giờ sáng như thế này thì Bùi Hồ cùng với lại mấy anh em sẽ có dịp đi trở về lại chợ nổi Long Xuyên để tìm về hoàn cảnh của những gia đình Việt kiều Campuchia hồi hương sinh sống ở trên cái khu chợ nổi như thế này. Hôm nay thì tranh đủ thời gian sớm để anh em mình có những cái chuyến hành trình rất là thú vị ở trên cái vùng đất An Giang như thế này. Rất mong cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ nha. Long Xuyên này Bùi Hồ cũng thông tin luôn với cô bác quý anh chị. Chợ nổi Long Xuyên là một trong cái chợ nổi lâu đời của vùng đất miền Tây. Thứ nhất là chợ nổi Cái Răng, thứ hai là chợ nổi Ngã Bảy và thứ ba đó chính là chợ nổi Long Xuyên này. Vì khi đến chợ nổi Long Xuyên này đó là cái người dân ở đây họ vẫn còn giữ được cái nét đặc sắc của người miền Tây, không mang một cái tính thương mại mà họ rất là chân chất và thật thà. Nên rất là khi mà mình đến đây thì nó cho mình có những cái điều mới lạ và độc vị, chẳng hạn như là như thế này. Mình xách gì coi à? Chị, sách gì vậy? Hôm nay đi cùng thì có Phong Bụi với lại anh Tiến Sài Gòn. Cái chiếc đò này là có thể chở được hơn 10 người. 20 người. Đây là chú ba đò, cô bác quý anh chị. Đó. Đó. Ôi, có thằng bé đó nó 5 giờ sáng mà nó đi theo ba nó bán dừa ở trên sông kìa. Đi lúc 4 giờ đó hả chị hả? Ủa chị có, nó an toàn cho bé không? Vào cái cảnh buổi sáng đẹp ghê á anh Tiến. Và bây giờ mình với lại chú ba đò và các anh em sẽ có một cái chuyến hành trình 10 phút lái đò sẽ đi đến cái khu chợ nổi ngoài kia. Hôm nay thì đến đây thì dân miền Tây của em sẽ đẩy anh dùng một cái món đó là cơm tấm Long Xuyên nha anh Tiến nha. Cơm tấm Long Xuyên. Dạ. Mình nghe nói chợ nổi này nổi tiếng lắm, hôm nay mình mới có cơ hội đi cùng với bạn Bùi Hồ cũng như dạ, bạn Phong Bụi và anh Đoàn Đại Trí. Đoàn Đại Trí TV dạ, các bạn. Nhìn cảnh sông nước cực kỳ đẹp luôn. Anh là người miền Trung vậy anh về đây anh có thấy thích không? Mình rất thích cái không khí ở miền Tây, bởi vì thứ nhất là về con người cũng như về cái miền sông nước ở miền Tây. Thứ nhất là nó hữu tình, cái thứ hai nữa là nó có cái cảm giác gì đó mà nó gần gũi thân thương đó các bạn. Cho nên là mình sống ở miền Nam và ở thành phố Hồ Chí Minh và ở ngoài miền Bắc, nhưng mà khi mình vào trong này á thì mình vẫn thích sống ở cái khu vực miền Tây nhiều hơn là ở những cái vùng mà mình đang ở. Anh em cảm ơn anh đã dành một cái tình cảm đặc biệt cho người miền Tây của em. Không, thật sự miền Tây là cái nơi thật sự là nói như người ta là nơi đáng sống các bạn. Hữu tình đáng sống, không khí trong lành mát mẻ. Phía trước mặt cô bác quý anh chị là những chòm ghe mà họ giao thương lấy hàng với nhau để đem lên bờ bán. Điều đặc biệt ở chợ nổi Long Xuyên này so với chợ nổi Cái Răng á thì họ không mang tính thương mại mà chủ yếu để giao thương với nhau giữa các bạn hàng với nhau thôi. Cô bác quý anh chị có thể thấy là khi mà họ bán hàng á thì họ treo những cái cây đứng lên, người ta gọi đó là cây bẹo, mà trước đây Bùi Hồ với lại em Phong Bụi cũng đã có. Đây là đó là cái những cái nơi mà họ đậu với nhau thành xóm, giống như là một cái xóm ở trên bờ á. Chào nhé. Quý anh chị sẽ thấy được những cái chiếc ghe mà nó chồng chềnh và họ chèo như thế, đó là những chiếc ghe mà bán hàng cho những người bạn hàng ở đây. Cái cuộc sống họ thì hỏi tại sao không lên bờ thì những cô bác anh chị đó chia sẻ rằng là họ quen với cuộc sống sông nước rồi. Khi mà lên bờ cái cảm giác rất là khó chịu. Mặc dù là cuộc sống trên bờ nó đỡ vất vả hơn nhưng mà đối với họ cái tình người ở đây nó thân thương lắm. Cô bác anh chị thấy những cái chiếc ghe nhỏ nhỏ đằng kia kìa. Nhiều cái điều thú vị ở trên cái chợ nổi này nữa anh Trí.
Ở đây thì họ đang lấy hàng về anh Trí. Lấy hàng vô để mà vô bờ bán cho những người dân. Và trên những cái chiếc ghe nhỏ nhỏ đó là dừa. Dừa xuyên này đó thì cô bác quý anh chị phải dùng cho Bùi Hồ được một cái món, đó là cơm tấm Long Xuyên. Điều đặc biệt cơm tấm Long Xuyên nó khác với lại những cơm tấm ở nơi khác là cơm hạt cơm mịn hơn. Và ở đây trứng á, trứng từ vỉa cơm tấm không phải là trứng chiên mà là trứng kho mặn. Vì bây giờ để hiểu rõ hơn thì chắc có lẽ là Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như là em Phong để phỏng vấn cô nha. Ba anh em mình lên có tiền. Ê chìm không con? Không. Anh Tiến biết cơm tấm Long Xuyên nó khác ở chỗ nào không? Đó là từ trứng kho. Trứng kho hả? Không biết được. Đối với những chỗ khác cơm tấm thì việc mà trứng thì họ thường ốp la. Thì trứng ở đây cô sẽ kho luộc xong đó cô sẽ kho mặn lại. Để một dĩa cơm tấm rồi con. Và hạt cơm tấm của Long Xuyên nó nhỏ bằng 1/4 hạt cơm tấm ở những nơi khác. Cô thì cô năm nay bán được bao nhiêu năm rồi? 24 năm rồi, lúc mà cái chợ đuổi xuống tới giờ. Là lên khu ở trên chợ nổi này luôn. Bên chồng cũng ở dưới ghe gì luôn. Cô bán như thế này là ngày bao nhiêu dĩa như thế này cô? Vài chục dĩa giờ bán, bây giờ người ta đi xe hết trơn rồi, không có còn kinh thường nữa. Cần hồi lúc trước bán hả? Cả trăm dĩa, giờ bán mấy chục dĩa. Bao nhiêu một dĩa hả cô? 20.000. 20.000 một dĩa thì ngày cô bán khoảng 50 dĩa thì khoảng 1 triệu đồng thì nó là... Không có tới 50 dĩa, bán có chừng 600.000, hết mấy ngàn à. Cô lời là khoảng bao nhiêu tiền? Rồi được trăm mấy chục ngàn, trăm ngàn vậy đó, chứ bây giờ làm gì sống bây giờ. Nó đủ cái cuộc sống cho gia đình của cô không? Nó không đủ, có thằng nhóc nó đi làm nữa. Dạ. Anh khi mà anh không bước lên đây anh chồng chền khó chịu lắm, nhưng mà cô thì quen rồi. Cái việc mà múc nước súp của cô á thì nó cực kỳ phải nói là quen rồi. Có bao giờ mà mình bị lật mặt cái ghe này không cô? Mình bị đụng đồ nó mới lật chứ không không người đâu có lật. Cô múc súp đã thành kỹ năng rồi anh Tiến. Kéo đi. Cô đối tượng của cô bán là ở đây là khách hàng của cô á, là chủ yếu là khách du lịch hay là từ những người mà lấy đồ vô bờ bán? Khách vãng lai, rồi ghe dựa, ghe buông đồ gì đó. Rồi du lịch là có thứ bảy chủ nhật dĩa cơm này có đứa nào mấy đứa ơi? Dĩa cơm đứa nào nè? Dĩa cơm đứa nào đứa ơi? Chính bà Vân gãy đó, có đứa nào nó ăn chính. Cô là cô tên gì? Tên Mai. Cô Mai hả? Gì con? Ở bên đây có rất là nhiều bạn đi du lịch nè. Cô bác quý anh chị thấy thì cái chợ nổi Long Xuyên này đó, hiện nay thì lượng khách du lịch cũng khá là đông. Khi mà trước đây thì chắc là không đông giống như bây giờ hay cô ha? Trước đông, bây giờ mới không đông. Khách du lịch đó. Khách du lịch thì mới đây thôi à. Dạ. Trước đây thì chị họ cô đồ chủ yếu buôn bán cho những người bạn hàng thôi đúng không? Bạn hàng với ghe buôn nè. Dạ. Bây giờ thì có khách du lịch thì cô bán đỡ cơm nhiều hơn không? Cũng vậy à, bán nó mau hết chút, mình khỏi chạy vòng vòng. Dạ. Vậy là cô vừa chèo vừa bán luôn. Ủa rồi chồng của cô đâu không chèo cho cô? Ở nhà, tại vì có hai vợ chồng với đứa con, nhóc thì đi làm, ổng thì coi chừng bè. Vì ở dưới bè vậy đó, cái bè như người ta ghe vậy đó, mà của mình làm cái bè như cái nhà vậy đó. Rồi con cảm ơn cô, dĩa cơm của con. Phong, em ăn cơm luôn nha. Tự làm dĩa cho em luôn. Từ làm luôn đi. Con chào cô nha. Cô bác trước mắt cô bác quý anh chị là cô này đang chèo cái chiếc ghe lại của mình, đại chiếc ghe của mình. Và cô ở đây mình thấy là cô bán nước ngọt nè, rồi trà đường, cà phê. Ở đây là cà phê phim luôn nha anh Tiến nha. Cà phê phim luôn hả? Để con kéo cho. Chào cô. Con một cà phê sữa. Anh Tiến uống gì nha? Cho anh một ly cà phê luôn. Phong ơi uống gì? Trà đá, một cà phê sữa. Rồi một cà phê đá. Cà phê em làm gì á?
với hai cà phê đi cô nha. Cô này mình đã gặp ở lần trước rồi nè cô bác quý anh chị. À. Cô cầm mấy tí đó, thiếu bao nhiêu trả lại cho con. Rồi. Dạ. Ông cô để đó đi nghe, để tụi con trả tiền. Lan để đó tụi anh trả tiền. Lan, trước khi trả tiền em cho anh hỏi về em, về cái em là người ở Long Xuyên này đúng không? À, em ở An Giang anh. Em ở An Giang nhưng mà em đã ở thành phố Long Xuyên này luôn hay sao? Nhưng mà lúc trước ba mẹ em đi ghe ở. Em là đã từng từ nhỏ sống trên ghe. Dạ. Đối với em thì khi mà sống trên ghe thì khó khăn nhất là cái việc gì? Thì cảm giác lên trên ghe á, thì ngày hôm nay ở đây, ngày mai ở nơi khác, chỉ đến không có cố định một chỗ. Rồi sinh hoạt ở trên ghe nó cũng không có như ở trên đất liền của mình. Em là người miền Tây vậy thì em có đi chợ nổi Cái Răng chưa? Dạ rồi. Nét điểm khác nhau giữa chợ nổi Cái Răng và chợ nổi Long Xuyên là điều gì hay Lan hơn? Em cảm giác chợ nổi Long Xuyên của mình đó anh, thì nó cảm giác nó bình dị, nó gần gũi, nó đơn giản hơn á. Còn chợ nổi Cái Răng thì nó tấp nập nhiều hơn ở đây. Ở đây thì họ chưa mang cái tính thương mại đúng không? Dạ. Khi mà đi chợ nổi này là chợ nổi thứ hai ở miền Tây mà em đi. Vậy thì nó có thú vị cho em so với chợ nổi Cái Răng không? Tất nhiên là thú vị hơn. Ngày xưa vậy là Lan là ngày xưa là sống ở trên ghe cắm bẹo bán hàng như vậy hay sao? Dạ không, ba em chở cát đá. Trăm ngàn. Rồi anh cảm ơn Lan rất là nhiều nha. Một hộp bao nhiêu cô? 15 ngàn con. 15 ngàn. Mọi người có nghe được cái tiếng xèo xèo không? Nhìn thơm lắm. Mình bán cái này được lâu chưa cô? Lâu rồi, mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Là cô chỉ bán trên sông thôi đúng không? Dưới sông, ở từ nhỏ đến lớn dưới sông. Từ nhỏ đến lớn dưới sông, và gia đình cô ở dưới sông luôn. Dạ. Cô là quanh năm á hả cô hả? Bán ở trên này đây luôn. Bán ở đây không luôn. Cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ? 6 giờ ra bán. Tới khoảng 10 giờ là gọi khách thôi. Mẹ dạ. Con trai, phòng bún của con. Điều khá đặc biệt là không biết nãy là cô lấy cái chiếc này nè. Cái tiền thủ không hay gì ạ? Ừ, hay ghê luôn á. Của con là 20 với 3, trời ơi, với 15 là 35 ngàn. Cô nhớ là tiền nợ luôn hả? 35 thờ con 65 ngàn. Đổ của con. Rồi bây giờ tới cái phần tô của mình nè. Rồi. Dạ. Cô cho nói là cô bán trên ghe này có ai thiếu tiền không cô? Ít lắm. Ít lắm hả? Ừ, ít lắm. Nhưng mà thiếu là ta... cô có nhớ người để đòi không? Nhớ. Tại mình sống từ nhỏ này mình biết hết trơn. À mình biết mặt những ai sống trên ghe đúng không? Thì, thứ nhất là người ta nhiều khi người ta mắc kẹt không chịu, người ta không đưa tiền thôi chứ không có thiếu. Dạ dạ. Phải mắc miếng dừa không hoặc là kia không có tiền. Cô làm cái này là một tô bún đầy đủ luôn hả chị con? Dạ đầy đủ luôn cô. Là mỗi khi mà cô bán hàng thì cô có một cái móc này, cái móc này để nẹp lại này. Đây nẹp với cái xuồng không cho trôi đi. Xuồng lại đừng cho nó trôi. Mình phải giữ này để không là nó trồng chành. Ví dụ như xà lan đi ngang qua nó có khi nào nó muốn nghiêng nó chao đảo không cô? Có chứ con, sống như lắm mà ngành chị mình ở dưới đây quen rồi. Còn lâu lâu con xuống là con sẽ bị chóng mặt liền. Xe chóng á. Cô bán đến mấy giờ thì cô nghỉ cô? Có 10 giờ vô rồi, 10 giờ mình gom tô bỏng vô. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay là những ngày Tết. Trong chuỗi video của Bùi Hồ thì quay những cái mảnh đời rất là đau thương. Và trong những ngày dịp Tết này, Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị những cái nét đẹp của người dân miền Tây, để chúc cô bác thay là một lời chúc cô bác quý anh chị luôn luôn mạnh khỏe và năm mới được bình an. Thì mong cái chuỗi video này sẽ mang lại cho cô bác quý anh chị thật nhiều may mắn trong một cái năm tiếp theo. Và Bùi Hồ một năm mới xin chúc cô bác quý anh chị luôn gia đình an khang, thịnh vượng, sức khỏe và thành đạt.